Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ những nhân vật rất là quan trọng trong chương trình Trí Lực Sánh Đôi. Họ là ai? Họ đến từ đâu? Họ có thân với nhau hay không? Hay là những cặp đôi hoàn cảnh? Đó là ai? Cặp đôi đầu tiên đó chính là Diệp Tiên và Buka. Nói chung là cái đội này có thân nhau không vậy mà sao giành tranh giành quá Nguyên Linh? Tụi em thân lắm. Tụi em như là tình tỷ muội gì đó. Ủa nhưng mà ai tỷ ai muội? Dạ, dạ đây tỷ. Em tỷ, đây là muội em. Đây là bé muội, nhìn giống viên xí muội quá. À. Ủa sao mà cái sự cân bằng nó không có gì trơn vậy các bạn? Tại vì thì nhìn là cũng biết rồi, tại anh dành ăn cho nên em ốm. Hai bạn ăn chung rồi nhưng chưa ở chung. Dạ. À, chừng nào ở chung? Thì chắc cuối năm mình. Cuối năm hả? Dạ. Sẽ về ở chung một nhà. À. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi ta mơ cùng một giấc, những giấc mơ tuyệt vời. Và đối thủ của đội này là ai thưa quý vị? Đó chính là Trương Thế Vinh và Lâm Vĩ Dạ. Cái gì ta đang giới thiệu những cặp đôi là hợp ý nhau, hiểu nhau, chơi thân với nhau mà ra vậy, cãi lộn rồi. Tự nhiên ôm đồ này kia đi ra đàn ông. Em mà lịch sự em. Anh làm như anh bị quan tưởng gì Vinh. Rồi thôi xong đội hình tôi xong rồi. Anh suy nghĩ gì vậy? Gu em đâu có như vậy đâu anh. Gu em là phải tỏ anh hướng anh đạt. Anh tỉnh lại đi. Nói chơi với tụi em là thật sự là đây là cái người mà đầu tiên là khi mà em tham gia bắt đầu vô game show thì bạn này bằng hài em đầu tiên nên em ấn tượng lắm, cho nên là tụi em thân từ đó. Kiểu như cái câu mà trong kiếm hiệp người ta hay nói là có đánh nhau mới là bạn đó. À rồi. Chào quý vị, bạn đến với vòng trang bị. Ở vòng chơi trang bị này thì mỗi đội sẽ cử ra một thành viên thi về lực và một thành viên thi về trí. Chú ý, nếu như lần thi đầu tiên mà thất bại thì lần sau ta phải đổi. Nên chiến lược của hai huấn luyện viên phải rất là thâm sâu nha. Chứ không phải chúng ta nghĩ rằng ai khỏe là mình cử ra liền, không phải như vậy. Đầu tiên thì tôi sẽ thi lực như thế nào. Mời mọi người sẽ nhìn lên màn hình, sau đó ta quyết định sẽ cử ai. Chào mừng hai đội chơi đến với thử thách đầu tiên của vòng trang bị mang tên Yoga Thăng Bằng. Ở phần chơi này, người thể lực dùng một chân đứng trên tấm thảm gai, một chân còn lại gác qua đầu gối chân đang đứng, hai tay đưa qua đầu và nâng lấy trái banh yoga. Trong lúc người thể lực thực hiện thử thách, người trí tuệ sẽ trả lời câu hỏi. Mỗi đáp án chính xác, đội chơi có được 10 điểm, tương đương với 500.000 đồng tiền thưởng. Thời gian thử thách kết thúc khi người thể lực không tiếp tục được nữa hoặc vi phạm luật chơi. Bây giờ thì huấn luyện viên của hai đội theo chúng ta thì như thế nào? Theo anh thấy rằng là với sức khỏe thì chắc có lẽ là Diệp Tiên chiến thắng Buka. Nhưng mà riêng cái trò này, theo tôi được biết thì Diệp Tiên đang là một đạo diễn rất là nổi tiếng trong showbiz. Và tôi nghĩ anh sẽ là một người có kiến thức rất là sâu rộng. Cho nên tôi sẽ chọn Buka cầm banh. Trời ơi. Trương Thế Vinh, Lâm Vĩ Dạ, ai sẽ là người thi đầu tiên? Thế Vinh là thể lực, còn Vĩ Dạ là trí tuệ. Nhìn vô là tôi biết ông Thế Vinh là thể lực rồi, không thể nào. Nhưng mà chưa chắc, nhiều khi không có bệnh. Nhiều khi không có bệnh sao? Rồi, bây giờ thì xin mời Buka. Khi mà Buka bắt đầu nâng bóng và đứng vào thế của chúng tôi bắt đầu đọc câu hỏi. Khi nào Buka buông trái banh hoặc là bỏ chân xuống là tôi dừng câu hỏi. To quá, có người nào đọc một câu xong rồi buông xuống không? Cũng có thể. Có mình. Có đó. Nào, 3, 2, 1, bắt đầu tính thời gian. Hiện tượng thiên văn xảy ra khi mặt trăng nằm giữa mặt trời và trái đất gọi là gì? Nhật thực. Chính xác. Tại sao khi bắn súng người ta chỉ nhắm một mắt? Cho rõ. Không phải. Nhắm hai mắt thì không thấy mục tiêu. Đơn giản nhiều hơn. Hoàn thành câu ca dao, đường vô xứ Nghệ quanh quanh. Bỏ qua. Trời ơi. Trong bảng chữ cái tiếng Việt, ký tự L đứng đằng trước ký tự nào?
tính chắc tới sáng đó. Bỏ qua, bỏ qua. Bỏ qua. Vai diễn Maleficent trong bộ phim cùng tên do nữ diễn viên nào thủ vai? Angelina Jolie. Chính xác. Gấu trắng và voi biển là hai loài động vật sống ở Nam Cực hay? Sai. Đúng. Đạo diễn của bộ phim chuyển thể Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là ai? Victor Vũ. Chính yeah. xác. Bài hát Em là hoa hồng nhỏ, em gói đầu ở đâu? Chàng sẽ bỏ qua. Em gói đầu trên những dòng thơ. Trái dừa và trái dưa hấu đập vào đầu, cái nào đau hơn? Cái dừa. Trời ơi, cái đầu. Tập trung. Maldives nằm ở đại dương nào? Châu Đại Dương. Không Ấn phải. Đại Dương. Chính xác. Một người đàn ông đi giữa trời mưa, đầu, mắt, mũi, miệng của ông ta đều bị ướt, nhưng tóc ông ta không ướt, tại sao? Không có tóc. Chính xác. Trong truyện Cô bé Hoàng Khăn Đỏ, ông Bụt xuất hiện khi nào? Không có ông Bụt. Chính xác. Vậy mẹ dặn cô bé Hoàng Khăn Đỏ đem biếu gì cho bà? Táo. Không phải. Trời ơi, bánh. Cái gì trong trắng ngoài xanh, trồng đậu trồng hành rồi thả heo vào? Cám. Không phải. Tiền. Không phải. Bánh chưng. Trời ơi. Bộ phim Titanic nhận được bao nhiêu giải Oscar? 11 giải. Chính xác. Trong bài hát Sắc Màu của nhạc sĩ Trần Tiến, mắt em tô màu gì? Vàng. Không phải. Xanh. Màu xanh đó. Không phải. Bỏ qua. Trời ơi. Chuyện dài cho tôi một vé đi tuổi thơ là của nhà văn nào? Nguyễn Nhật Ánh. Yes. Chính xác. Cái gì mà đi thì nằm, đứng cũng nằm, nằm thì đứng? Bàn chân. Cái gì? Cái lưng. Không phải. Bàn chân. Theo 24 tiết khí nào thể hiện trời rét cực đậm? Rét lắm người ta gọi là gì mà lạnh lắm ta gọi là gì? Lạnh lớn nhất á. Tuyết. Cái gì mà tuyết. Lạnh lớn á? Tuyết. Không phải. Hàng băng. Có hàng là đúng rồi đó. Trên cái chữ hàng nữa. Đại hàng. Chính xác. Yeah. Đúng rồi. Được 12 điểm tương đương với 6 triệu đồng. Wow. Nào mời bạn hỗ trợ để cho Bành lên thấy mình. Chưa vậy thấy nó đang nghiêng rồi. Rồi thời gian bắt đầu. Điền vào chỗ trống nước đóng băng .. độ C và sôi ở .. độ C. Nước đóng băng ở 0 độ C và sôi ở 100 độ C. Chính xác. Trong bảng chữ cái tiếng Việt, ký tự nào đứng vị trí thứ 5 từ dưới đêm lên? Lưng. Chính xác. Trong 12 cung hoàng đạo, biểu tượng hình cây cung là của cung hoàng đạo nào? Bỏ qua. Mùi Ngò Gai là bộ phim truyền hình Việt Nam hợp tác sản xuất với nước nào? Hàn Quốc. Chính xác. Yeah. Con gì đập thì sống, không đập thì chết? Con gì đập thì sống mà không đập thì chết. Con tim. Đúng rồi. Công thức hóa học của nước là gì? H2O. Chính xác. Rihanna đã từng diện trang phục của nhà thiết kế. Thiết kế công trí. Chính xác. Nhân vật chính của tác phẩm Tắt Đèn Của Ngôi Tất Tố là ai? Chị Dậu. Chính xác. Ca khúc Giấc Mơ Tuyết Trắng do ca sĩ Thủy Tiên trình bày là ca khúc chủ đề của bộ phim nào? Tuyết Diệt Đới. Chính xác. 7 x 5 cộng 5 bằng mấy? 7 x 5 là 35 mà cộng thêm 5 là 40. Chính xác. Châu Âu nằm ở bán cầu nào? Bán cầu Bắc. Rồi hở chân rồi. Không được hở chân, phải dán xích chân. Nhưng mà phải cân bằng với chị. Không được, bỏ rồi. Hở chân là chúng tôi dừng luôn câu hỏi. Tổng cộng đội của Phương Thanh, Trương Thế Vinh và Lâm Vĩ Dạ có 10 điểm tương đương với 5 triệu đồng. Ok. Yeah. Okay.